Thì con ngồi con cứ cười thôi. Rồi con quay luôn. Rồi bắt đầu quay nha. Rồi bắt đầu cái gì mẹ? Bắt đầu luôn rồi. Xin chào quý vị và khán giả nha. Hôm nay Vân rất là vui và Vân sẽ quay một cái clip để chủ yếu là cảm ơn các quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ Vân nè, cũng như gia đình Vân, cũng như anh Coleman và hai đứa con của Vân. Hai đứa siêu quậy. Vân đã đạt nút bạc rồi. Trời ơi, mẹ nó đạt nút bạc rồi đó, vui không? Ủa sao cái mặt vui kỳ vậy? Nhưng anh này kỳ cục. Đó, cho nên là hôm nay ba mẹ con hả? Con đã có kênh rồi, ba mẹ con sẽ làm cái clip để chủ yếu là cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ gia đình của Vân nè, cũng như riêng là Vân. Và sắp tới đây Vân sẽ cố gắng để có thể quay đều, để có những cái video clip có những cái nội dung hay, ý nghĩa để cho phục vụ quý khán giả nha. Thật ra thì Vân nói thiệt luôn á, là Vân rất là lười quay video clip. Tại vì dạo gần đây từ cái vụ virus corona, nói chung là cũng có thời gian rảnh nhiều nè, với lại là cũng có thời gian gia đình sum họp sum vầy, cho nên là Vân với ông xã Vân nghĩ ra nhiều cái idea, good idea để có thể quay cho quý vị và khán giả xem. Nhưng mà sắp tới đây thì Vân vẫn sẽ cố gắng duy trì cái điều đó. Và thật ra thì Vân không có nghĩ ra được cái gì hay đâu, tại vì thật ra là quân sư quạt mo Coleman luôn luôn đứng đằng sau những video clip của Vân đó, mọi người ơi. Chứ thật ra Vân hiền lắm, Vân không có nghĩ ra được cái gì hết á. Oh my god, mẹ hiền lắm ơi. Mẹ hiền mà. Mẹ kêu con cười thì con cười. Thì sắp tới đây Vân sẽ thật ra thì Vân rất cảm ơn quý khán giả đã luôn yêu thương. Đừng có đụng cái bàn tại vì nó sẽ bị rung đó con. Vân, và bây giờ Vân đã đạt được nút bạc được 100.000 lượt người xem rồi. Vui quá trời quá đất luôn. Cho nên là khi mà đây là cũng là một cái động lực rất 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 là lớn luôn, để Vân có thể duy trì nè, có thể cố gắng làm những video clip chất lượng hơn cho quý vị và khán giả thưởng thức. Với lại Vân sẽ cho nên là Vân mong rằng quý vị và khán giả sẽ càng ngày càng thương yêu và ủng hộ Vân nhiều hơn, để thì Vân cũng sẽ dành, nói thẳng luôn là Vân cũng sẽ dành cái số tiền này một trích ra một phần để cho con hả? Từ thiện nè, thôi đừng có nói lung tung, để từ thiện nè, để cho ông xã Vân có những cái buổi từ thiện ý nghĩa. Với lại là một phần nữa là Vân sẽ vào một cái quỹ dành riêng cho hai cô con gái của Vân sau này. Hay khi mà lớn sao? Lên đi học này kia đó. Đó sẽ làm, đó là những cái gì mà Vân mong muốn khi mà thực hiện và làm những cái video clip trên YouTube. Không biết nói gì luôn. Cho con nút bạc đi. Sắp tới đây thì Vân sẽ làm những cái nội dung ví dụ như là về hai cô con gái của Vân, nói chung là về tâm sự giữa mẹ và con ha, được không? Tâm sự thầm kín của các bé. Với lại là con có kênh rồi, xong anh channel đăng ký rồi luôn. Mày đăng rồi hả? Xong hết rồi mà, xong lâu rồi, nhưng mà tại vì kênh của con á là lâu lâu con mới quay á, cho nên là cái lượt xem của quý khán giả nó hơi ít thôi. Có được 199 video mà. Đúng rồi. Còn mẹ ít hơn con. Vậy hả, mẹ ít hơn con à? Được 117 video ạ. Vậy hả, vậy bây giờ con cố gắng quay với mẹ nhiều nhiều đi, để hả mình có thiệt là nhiều tiền nè, để mình sẽ làm một cái quỹ để sau này khi mà tụi con lớn lên á, mình sẽ sử dụng cái tiền đó trong cái việc học nè, hay là những cái việc làm sắp tới của con sau này, hay không? Ok, chứ không phải là có tiền đi mua đồ chơi đâu nha, đồ chơi chỉ là một phần thôi. Được không? Hợp lý không?
Đó thì Vân sẽ làm những video clip nói về gia đình nhiều hơn, ví dụ như là nấu ăn cùng con gái nè, hay là đi đi chợ với con gái nè, mình sẽ thử thách đi chợ cùng nhau nè, được không? Và những cái câu chuyện thầm kín của các bạn nhỏ của chúng ta ít khi nào mà các bạn tâm sự với phụ huynh lắm, đúng không? Thì sau này mẹ sẽ nói chuyện với con và chia sẻ với con nhiều hơn nha, để mình quay những video clip đó cho các cô chú và các khán giả xem nè, tại vì các cô chú và các khán giả cũng rất là thích Song Anh, rất là thích hai đứa, nhưng mà tại vì hai đứa lười quay quá, coi này đeo cái gì mà nguyên một cái, à cái băng đô này là cái băng đô lúc Vân Anh mới mới sanh ra là mẹ đã cho cái gì vậy, mới nói đừng có quậy đó, thấy chưa, con đẹp nó bị rớt á. Thôi con quậy đó là bị khán giả la đó, nghe không? Thì con cha ừ, con phải ngoan nha con phải cha đó. Thì trong cái lúc nghỉ hè này và cái trong cái thời gian bị gọi là dịch bệnh như thế này thì ở nhà xong anh làm gì đó, hay không? Cho con mượn đi. Thôi ngồi yên. Thật ra thì hai bạn này cũng gọi là năng động lắm, cho nên là hay bị la mắng lắm. Nhiều lúc hay bị nói lố nữa, cái chân của con đạp cái bàn ngoại đó, Đợi con xíu con cho nên là lý do là Vân với lại Vân cũng sau này Vân đã có cái lúc trước thì Vân hay ở nhà lo cho gia đình nhiều hơn, thì trong cái thời gian này thì ông xã Vân mở thêm một cái fashion, thì Vân cũng có một cái thế mạnh về fashion, cho nên là trong thời gian sắp tới Vân sẽ có nhiều thời gian để ở ra ra ngoài đó để phụ giúp ông xã Coleman của Vân nhiều hơn. Về Coleman Fashion nè, thì Vân sẽ có thêm nhiều những cái video clip về làm đẹp, về fashion, về beauty, về những cái gì mà làm đẹp của phụ nữ của chúng ta, Beauty. cho nên là mọi người có những cái đóng góp hay những cái ý kiến chia sẻ gì thì mọi người hãy chia sẻ với Vân để Vân có thêm nhiều những cái ý hay để có thể làm những cái video clip hay và ý nghĩa hơn cho quý vị và các bạn nha. Rồi. Đó. Vân Anh làm cái mặt thấy ghê quá à. Quá trời quá đất. Đừng đừng có đụng vô cái bàn, nó nhúc nhích nè, con thấy không? Ủa mẹ. Ừ. Con có gì muốn nói nè. Con khi mà con làm YouTube thì con nghĩ là con làm YouTube là để cho vui thôi, đây là làm để cái gì? Hả? Kim cương. Nút kim cương. Trời ơi, ước mơ nhỏ nhoi ghê, ước mơ nút kim cương luôn, mẹ được cái nút bạc mẹ mừng xỉu. Con là con muốn nút kim cương luôn hả? Vậy là con phải làm thật là nhiều video clip hay nè. Thì các quý vị và khán giả mới mới xem kênh của con rồi mới đăng ký đó, thì con mới được nút kim cương, Không có thích nút kim cương, thích có tiền. thì đó nút kim cương là có tiền đó, Thì thích nút kim cương tại vì có tiền chứ không có thích nút kim cương. rồi có tiền rồi con làm cái gì nè, làm gì ý nghĩa nè, Mua đồ chơi ôi đồ chơi thì rất là ý nghĩa. đồ chơi thì bây giờ mẹ thấy con tụi con cũng chán chán rồi đó, tại vì những lúc mẹ mua đồ chơi về tụi con cũng đâu có chơi nhiều đâu, đúng không? Con mua 10 cái điện thoại Để làm cái để coi không hết pin. Tào lao quá. Nói chung là suy nghĩ đi, suy nghĩ cho quá là kỹ đi, là ý nghĩa khi cái gì đó ý nghĩa đi để để nói con đi chứ. làm Làm vậy dạ đi làm ngày sau móng tay con hả con làm ngày gì ta rồi bây giờ thì con cảm ơn quý vị và các khán giả đã thương yêu mẹ nè, thương yêu gia đình mình, mới luôn ủng hộ và đăng ký kênh nè, rất là gọi là rất là được nhiều sự quan tâm và yêu thương của quý vị và khán giả Mình làm kênh riêng hả? nè, và Vân cũng rất là cảm ơn những ai đã cho Vân những cái ý kiến riêng nè, những để Vân có thể sửa đổi, thay đổi bản thân của mình càng ngày càng hoàn thiện hơn. Cái chân của con đạp hoài nó bị rung kìa. Đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, Vân rất là cảm động luôn. Nên anh làm cái mặt mắc cười quá hả?
Cho nên là từ nay sắp tới Vân sẽ cố gắng ra video clip thật là đều đặn luôn. Cho nên là mọi người hãy ủng hộ Vân nhiệt tình vào nha, để Vân có thêm nhiều động lực hơn nữa nha. Cố lên. Làm gì vậy? Coi chừng, coi chừng đụng cái bàn, coi chừng đụng cái bàn. Không có quậy, quậy bị la đó. Lớn rồi, bây giờ con mấy tuổi nè? Thì anh dạ, mấy tuổi? Con 90 tuổi. Vâng, anh 9 tuổi nè, còn thì anh mấy tuổi? 90 tuổi. Anh mấy tuổi? Dạ, con 100 tuổi. 8 tuổi rồi, không có giỡn nè, mẹ hỏi đàng hoàng, không có giỡn. Cho nên là mình phải như thế nào? Mình phải chững chạc hơn nè, mình phải ngoan hơn nè. Con ngoan lắm rồi đó. Đúng rồi, không có quậy nè, không có được nói chuyện lung tung, nói cái gì phải suy nghĩ kỹ trước khi nói nghe chưa. Con ngoan lắm rồi. Cái lưỡi con làm được cái gì nè? Nè nè. Thì ghê. Có ba lá đâu? Có ba lá đâu? Thì anh làm cậu ba lá được kìa. Dạ, làm cậu ba lá được luôn kìa. Sao mẹ không làm được ta? Tại vì mẹ không có cái gen tụi con. Mẹ không có gen giống tụi con à? Đó, đụng cái bàn nữa nó rung rồi kìa. Còn bây giờ thì Vân và hai bạn nhỏ sẽ đi lên nghỉ ngơi một tí xíu đi. Tại vì bây giờ đã là 12 giờ mấy, 1 giờ rồi. Đây là giờ nghỉ trưa của tất cả mọi người rồi, cho nên là ba mẹ con Vân sẽ lên để nghỉ trưa một tí xíu nè. Nhớ uống sữa, lấy sữa uống đi hai bạn, lấy sữa uống đi hai bạn nhau đừng quá đừng tắt nha, đừng tắt rồi nha. Mẹ không tắt, đừng tắt nha. Rồi hai bạn đi lấy sữa uống đi, đừng tắt nha, đừng tắt nha. Không bao giờ được tắt. Thì Vân thì có thời gian Vân đã làm ở fashion nè. Vân nói chung là Vân cũng làm nhiều thứ lắm. Im lặng cho mẹ nói chuyện nha. Cho nên là những cái gì mà Vân nói chung là trong cái những cái gì mà Vân hiểu biết á, Vân sẽ chia sẻ với quý vị và khán giả nha. Mọi người có thêm những cái ý kiến, những cái đóng góp gì cho Vân á, cứ nhắn cho Vân biết để Vân có thể hoàn thiện bản thân hơn, và Vân có thêm nhiều những cái động lực và cũng như những cái video clip ý nghĩa hơn để dành cho quý vị và khán giả nha. Bây giờ thì Vân rất là cảm ơn và rất là vui luôn, không biết nói gì luôn rồi. Xin chào tạm biệt quý vị và khán giả nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. I love you. Chào đi nè Vân Anh thì anh. Hello, xin chào. Chào các cô chú và các bạn nha. Vân Anh à.